Thế là Trần Nam Hưng, một nhà toán học. Tớ rất thích toán học của bé. Thầy á? Thầy á? Hay quá. Hay quá. Tớ rất thích đá cầu. Tớ thích phóng xe đạp. Còn cậu? Tớ cũng đá cầu cực giỏi luôn. Tớ đâu phải là thành phố này mà.